tên là Yến Captain America. Này, mẹ mua cho một cái bát xịn sạc con bò, có bánh mì, khai trương qua chợ bánh luôn. Và đó là cupcake. Peppa Pig aerobic. 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 Mệt quá, ta đang nói chuyện. Aerobic. Wow. Chỉ là lớp tay thôi mà. Nhầm nhò gì? Cố gắng thôi. Mình sang kem này chút. Nó khai một cupcake, có vẻ nó là cupcake nhưng mà phiên bản Peppa. Trên đây có một cái trái, mình không biết trái gì, và mình ngửi cái mùi là mình biết là mình không ăn được rồi đó, nên nó sẽ bị mất. Ý nó ra là ở bên, vẫn còn ở bên đây. Vậy thì tới phần bánh nào. Mình không muốn dùng muỗng. Cái bánh, bánh này nó giống như mấy cái bánh bánh kem á các bạn. Cái này là kem, cái này bánh, là bánh kem. Ngon ghê. Này là không nhiêu tiền nha, mà ngon quá. Mình khá nhắn kem bởi vì nó rất là kem. Thôi nha. Nó bị nó. Các bạn chỉ còn liên tưởng tới cái bánh kem là nó đó. Nó. Cái này đảm bảo là một cái gì đó mà mình quên rồi. À, cái nhân á, cái nhân của bánh kem, kiểu bánh kem là một tầng đấy ha. Cái người ta vô theo một tầng lên nữa. Cái đó đó, cái đó đó. Ngửi cái mùi là biết ngay luôn. Nhưng mà của hãng Peppa, của hãng Peppa. Khác có nhiều á. Nó là những cupcake đó các bạn. Kiểu bánh mà phải nhỏ. À, mình chỉ cho cái em này là một câu nhất thôi nha các bạn, chính là amazing job em. Ngon, rất là ngon nha. Và cái bánh này mình phải chùi mình ăn. Nếu các bạn thấy video hay nhớ like và subscribe cho kênh Hân Trần, đừng có nhận cái nút chùa. Ok. Mình là Captain America.